See you. Chào mừng các bạn đến với bảng xếp hạng những tướng nên chơi trong chế độ chiến trường siêu cấp. Nếu lần đầu bạn thấy cái bảng này thì để tôi giải thích. Từ trên xuống dưới đáy xã hội là những tướng bạn nên chơi. Xong rồi, bắt đầu video thôi. Murat, trong chế độ này thì trừ chiêu một ra thì chiêu nào cũng to. Đã thế, đam lại còn cực kỳ ảo. Nghĩ mà xem, lướt chiêu 1 được 3 cái, dùng chiêu 2 được 1 cái. 3 với 1 là 5. Nên tôi sẽ xếp con này ở siêu cấp sóc vàng. Tiếp đến là Florentino. Khi giờ chúng ta sẽ có 5 bông để nhặt thay vì 3 bông, nên tôi sẽ xếp nó ở đừng pick. Cái đừng pick ở đây nghĩa là anh em đừng cầm nó. Bởi vì thằng nào cầm floor trong chế độ này sẽ bị hoa làm cho mở mắt, luôn nghĩ mình có thể cân 5 được. Triệu Vân, con này thì cực kỳ khỏe trong chế độ này vì nó có 100 nội tại. Chiêu 2 hút máu khỏe hơn cả Na Quỷ Kiếm. Một bộ ulti là một chú bê đần phải nằm lại. Và đấy là những hình ảnh Triệu Vân bổ người còn sót lại vào tháng 2. Còn giờ là tháng 10 rồi, một bộ ulti không chết người nữa rồi. Nên con này xứng đáng ở đáy xã hội. Vị tướng tiếp theo của cái video này, Arum. Kính thưa hội đồng xét xử, nó phải ngồi ở đây. Với phong cách chơi game cực kỳ nhàn, chỉ việc spam chiêu 1 để chó cắn người và lượng hồi máu của mỗi một con chó thì lại quá là nhiều. Cảm động hơn, đó là còn giúp tình cảm của tem bạn đi lên bằng cái ulti chó má của nó. Bạn biết điều gì khiến tôi giải trí mỗi khi cầm con này không? Miễn mày đau khổ Butterfly ạ. Cái bảng này chưa có AD nên tôi sẽ thêm Violet. Ở chế độ này Violet được cường hóa chiêu 3 hẳn 3 cái pháo, nên đam to thì vãi cả nho luôn. Nhưng chỉ vậy thôi thì không xứng đáng được phê vào sổ đồ bài được. Hãy để ý chiêu 1 của Violet. Mỗi lần bạn lướt chiêu 1 và đánh thường thì nó sẽ hồi lại chiêu 1. Ông nào còn chơi game phản xạ nữa thì các ông có thể spam hồi chiêu 1 liên tục. Thằng đánh con này. Và đấy là thứ súc vật nhất của Tylis lần này. Rỉa thì rõ đau. Đã thế, spam chiêu 1 còn giúp Violet có thể né được mọi chiêu của đối phương, trừ cái máy sấy của con Caphili ra. À, thêm cái cục đờm của con hồ ly nữa, đẹp né được. Và bạn nào có skin Violet thứ nguyên vệ thần thì spam chiêu 1 nhìn chả khác gì con ếch biết bắn súng vậy. Cho nên Violet sẽ nằm ở spam chiêu to win. Thên sẽ là con tướng tiếp theo nằm ở sổ đầu bài. Sơ qua bộ chiêu thức thì được chiêu 3 của tên là Excalibur có lượng đam bằng cái cán chổi vụt vào mông bạn. Nếu như câu kia vẫn còn trừu tượng với các bạn thì... Now that's a lot of damage. Và hai chiêu còn lại thì OVL. Dùng chiêu 2 còn không cho hủy chiêu. Vì bạn xứng đáng. Đã chơi chiến trường siêu cấp thì đừng quên con này, Nakroth. Khả năng bay nhảy thì chắc tôi không cần nói, các bạn cũng hiểu. Nhưng tôi phải nói thật, đam con này trong chế độ này cực kỳ to. Chạm nhẹ một cái cũng đủ mấy em gái phải nằm xuống. Đừng chạm vào Azum là được, tem giết bạn đấy. Ê, làm gì á? Mẹ biết mẹ buồn đó. Ulti có hình mũ quạt nhìn cũng khá thẩm mỹ và còn đau nữa. Vậy nên chỗ này sẽ thuộc về Na. Tỉnh ngủ đi, nó làm tôi hết một ca Ruby để đổi tướng nên nó phải nằm ở đây. Vậy là xong phần 1 của video này. Nếu như đủ 20k like thì tôi sẽ làm phần 2. Hoặc gà rán làm ơn, xếp tem cho nó đàng hoàng vào. Việt Nam, anh đi, thì cha,
Yeah.